Xin kính chào quý thầy cô, quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay chúng mình học toán lớp 3 mới, sách Kết nối tri thức với cuộc sống, bài 59, các số có 5 chữ số. Số 100.000. Trang 56. Toán lớp 2, toán lớp 3 tập 2. Chúng mình cùng nhau tìm hiểu phần khám phá đây là hình ảnh một khối lập phương. Đây là thanh trục gồm 10 khối lập phương. Đây là 100 khối lập phương, một tấm bìa hình một khối. Một khối có 100 khối lập phương. Đây là 1.000 khối lập phương. Đây là 10.000 khối lập phương. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng mình nhắc lại, đây là một khối lập phương, 10 khối lập phương, 100 khối lập phương, 1.000 khối lập phương, 10.000 khối lập phương. Bạn robot ở trong hình đang rất là bối rối, không biết làm thế nào để đếm xem có bao nhiêu khối lập phương nhỏ chúng mình hãy giúp bạn robot nhé chúng mình sẽ điền lần lượt từng hàng ở trong bảng để chúng mình giúp bạn robot chúng mình quan sát hàng chục nghìn hàng chục nghìn có một chục nghìn hàng nghìn chúng mình quan sát có hai nghìn Hàng trăm chúng mình đếm thấy có ba trăm, hàng chục chúng mình đếm thấy có hai chục, hàng đơn vị chúng mình đếm thấy có bốn đơn vị. Dựa vào bảng này chúng mình viết số gồm một chục một chục nghìn hai nghìn ba trăm hai chục bốn đơn vị vậy số gồm một nghìn một chục nghìn hai nghìn ba trăm hai chục bốn đơn vị chúng ta viết như sau mười hai nghìn ba trăm hai mươi bốn chúng ta đọc 12.324. Và đây là số có 5 chữ số. Và đó chính là nội dung bài học hôm nay chúng mình sẽ học. Các số có 5 chữ số. Và chúng mình có thể trả lời cho bạn robot là có 12.324 khối lập phương. Đó. Chúng mình lưu ý, khi viết số có 5 chữ số, chúng ta viết bắt đầu từ trái sang phải. Viết theo thứ tự từ hàng cao đến hàng thấp, tức là từ hàng chục nghìn đến hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Khi đọc số có 5 chữ số, chúng ta đọc từ trái sang phải. Chúng mình thực hành để làm bài 1. Bài 1 hoàn thành bảng sau hàng chục nghìn năm hàng nghìn bảy hàng trăm bốn hàng chục sáu hàng đơn vị năm đây là năm hàng tương ứng sẽ có năm chữ số vậy chúng ta sẽ viết số có năm chữ số chúng ta sẽ viết lần lượt từ hàng cao đến hàng thấp và chúng mình cũng đọc từ trái sang phải. 57.465 Chúng mình lưu ý khi viết số hàng chục nghìn và số hàng nghìn. Chúng mình viết thành nhóm và cách một chút rộng bằng chữ số 0. Thì chúng mình viết tiếp ba chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. Và khi đọc, chúng mình cũng đọc số hai chữ số của hàng chục nghìn và hàng nghìn, chúng ta đọc là 57 rồi thêm chữ nghìn. Sau đó đọc đến ba chữ số tiếp theo. 57.465. Đó, chúng mình đọc số có hai chữ số Đó là chữ số hàng chục nghìn và chữ số hàng nghìn. Chúng ta đọc như số có hai chữ số. Rồi chúng ta đọc ba chữ số tiếp theo. Giống như chúng mình đã học số có 4 chữ số 57.465 Khi viết giữa hàng nghìn và hàng trăm Chúng mình cũng cách một chút rộng bằng chữ số 0 Tiếp theo Các chữ số ở các hàng chưa biết Nhưng chúng ta biết số có 5 chữ số đó là 90.056 Vậy hàng... Đây là số có 5 chữ số thì hàng cao nhất đó là hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn là 9, vậy chúng ta viết 9 vào hàng chục nghìn. Hàng nghìn là 0. Chúng ta viết 0 vào hàng nghìn. Hàng trăm là 0. Chúng ta viết 0 vào hàng trăm. Hàng chục là 5, chúng ta viết 5 vào hàng chục. Hàng đơn vị là 6, chúng ta viết vào 6 vào hàng đơn vị. Và khi đọc chúng mình đọc hàng chữ số hàng chục nghìn và hàng nghìn giống như đọc số có hai chữ số chín mươi năm mươi sáu chín mươi đọc hàng chục nghìn và hàng nghìn như số có hai chữ số rồi thêm từ nghìn rồi đọc ba chữ số tiếp theo chín mươi năm mươi sáu ở hàng cuối cùng cho biết đọc số 50.602 chúng mình sẽ viết số và viết các chữ số ở các hàng. Vậy 56.000 50.602 50.602 và giá trị của các hàng tương ứng. Cô nhắc lại chúng mình lưu ý khi viết số thì giữa hàng nghìn và hàng trăm chúng mình cách rộng bằng chữ số 0. Và khi đọc hết hai chữ số ở hàng chục nghìn và hàng nghìn, chúng ta thêm từ nghìn rồi đọc ba chữ số ở hàng tiếp theo. 57.465, 90.056, 50.602. Hàng chục là không, chúng mình sẽ đọc là linh. Bài 2, chúng mình nhìn vào tia số. Trên tia số này có các vạch chỉ số. Nhiệm vụ của chúng mình, hãy điền số vào những ô có dấu hỏi chấm trên tia số. 36.524 Thêm một đơn vị thành 36.525 Thêm một đơn vị

thêm 1 56.530 Chúng mình bấm dừng video Chúng mình làm bài 1, bài 2 Và vở ô ly Chúng ta quan sát ở sách giáo khoa Để chúng ta làm Sau đó đối chiếu với bài trên màn hình của cô Bài 3 Viết số rồi đọc số Biết số đó gồm Chúng mình đọc chúng mình suy nghĩ để làm bài. Sau đó chúng mình đối chiếu với bài trên màn hình của cô. Bạn Nam có một tấm thẻ dơ số 15.826. Vậy chúng mình hoàn thành bài 3 giúp cô sau đó đối chiếu lên màn hình. Một chục nghìn 800 hai 6 đơn vị chúng ta viết các chữ số của hàng cao đến hàng thấp từ trái sang phải sau đó chúng ta đọc số 15.826 phần b baì 2 bốn chục ba đơn vị đọc ba mươi hai bốn mươi ba c sáu chục nghìn sáu nghìn bốn trăm không chục một đơn vị đọc sáu mươi sáu nghìn bốn trăm linh một d hai chục nghìn bảy nghìn ba trăm bốn chục không đơn vị đọc 27.340. Bài 4. Chọn số thích hợp với cách đọc. Chúng mình quan sát mỗi vận động viên đang cầm dụng cụ để tham gia thi trèo thuyền đây là các vận động viên tham gia thi trèo thuyền chúng mình hãy tìm thuyền cho các vận động viên nào bằng cách nối cách đọc với các số tương ứng ở dưới và robot giới thiệu đây là các số tròn chục nghìn các số tròn chục nghìn tức là hàng liền sau hàng chục nghìn đều là không 40.000 40.000 Đó. 80.000 60.000 70.000 Đó, chúng mình quan sát nha Vậy chiếc thuyền sẽ có màu giống với màu áo của vận động viên. Chúng mình ấy vận động viên màu đỏ sẽ nhận chiếc thuyền 40.000. Vận động viên áo màu xanh nước biển sẽ nhận thuyền có ghi 60.000. Vận động viên nữ mặc áo màu cam sẽ nhận thuyền số 70.000. Vận động viên mặc áo màu màu vàng, vàng xanh nhận thuyền 80.000 đem có số 80.000. Vậy là chúng ta đã giúp các vận động viên tìm đúng thuyền để tham gia thi bơi, thi chèo thuyền. Chúng mình đọc lại. 70.000, 80.000, 40.000, 60.000. Đây là các số tròn chục nghìn. Các số tròn chục nghìn là các số mà hàng liền sau của hàng chục nghìn đều là 0. Bây giờ chúng mình chuyển sang tiết 2, chúng mình tìm hiểu tiết số 10.000. Tiết 2 chúng mình học là số 100.000. Chúng mình cùng nhau khám phá kiến thức số 100.000. Đây là bạn Mai và bạn Robot đang sắp đang xếp rất nhiều khối lập phương. Đó. 10, 10.000, 10.000. Thêm 10.000 là 30.000 này. 10.000, 10.000 là 20.000, thêm 10.000 là 30.000. Thêm 10.000 nữa là 40.000, thêm 10.000 là 50.000, thêm 10.000 nữa là 60.000. Thêm 10.000 nữa là 70.000, thêm 10.000 nữa là 80.000. Thêm 10.000 nữa là 90.000, thêm 10.000 nữa là 10.000.

10 tấm. 10 tấm gồm các khối lập phương, mỗi khối lập phương 10.000 10.000 khối nhỏ. Mỗi tấm mà có 10.000 khối lập phương thì 10 tấm như vậy 10 tấm như vậy chính là 100.000 khối lập phương. Chúng ta nhắc lại 10 tấm Mỗi tấm có 10.000 khối lập phương. 10 tấm như vậy chính là 100.000 khối lập phương. 100.000 là số có 6 chữ số. Đọc là 100.000. Chúng mình nhìn trên tia số, chúng mình đọc các số trên tia số để chúng mình biết được vị trí của số 100.000 ở vị trí nào trên tia số. 99.000 994 99 99 99, 99, 99 100.000 Đây là dãy số tăng dần, số liền sau thì hơn số liền trước một đơn vị. Vậy liền sau của số 999 là số nào? Liền sau của số 999 là số 100.000. Và liền trước của số 100.000 là số 99.999. Số 100.000 là số có 6 chữ số. Chúng mình thực hành làm bài 1, chọn số thích hợp với cách đọc 29.145 Đây là các chú vịt đang tìm chỗ chú vì trời sắp mưa. Vậy chú vịt đầu tiên sẽ tìm được chiếc lá nào để chú mưa? 29.145 À, đây là chiếc lá mà chú vịt thứ nhất tìm để chú mưa. Chú vị thứ hai, 100 nghìn. À, chúng mình sẽ lối với chiếc lá cuối cùng, 100 nghìn. Đó là chiếc lá để chú mưa của chú vị thứ hai. Chú vị thứ ba, 36 nghìn. 074. Đây chính là chiếc lá của chú vị thứ ba. Chú vị thứ tư, 80.104, đây là chiếc lá của chú vị thứ tư. Chúng mình đọc lại. 36.074, 29.145, 80.104, 100.000. Bài 2 Chúng mình đọc và tìm số liền trước, liền sau của một số. Lưu ý số liền trước của một số thì bé hơn số đó một đơn vị. Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó một đơn vị. A. À, số liền trước của số 13.450 là số nào? À, chúng ta sẽ tìm dễ dàng bằng cách bớt đi một đơn vị. Đúng không nào? Đó là 13.449. Số liền sau của số 90.000 chúng ta cộng thêm 1 là 90.000. 001. Số liền trước của số 10.001 thì chúng ta bớt đi một đơn vị thì đó là số 10.000. Số liền sau của số 900 của số 99.000, 999 là số 100.000. Chúng mình lưu ý khi tìm số liền trước thì chúng mình lấy số đó trừ đi 1. Khi tìm số liền sau thì lấy số đó cộng thêm 1. Bài 3, số Chúng mình điền số vào vị trí các dấu hỏi chấm của khối cầu, khối trụ, khối hộp chữ nhật, khối lập phương. 10.000, 20.000, 30.000 bốn mươi nghìn năm mươi nghìn sáu mươi nghìn bảy mươi nghìn tám mươi nghìn chín mươi nghìn một trăm nghìn đây là các số tròn chục nghìn từ mười nghìn đến một trăm nghìn một trăm nghìn là số tròn chục nghìn có sáu chữ số chúng mình đếm lại 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000, 100.000. Chúng ta đọc ngược lại giảm dần. 100.000, 90.000, 80.000, 70.000, 60.000, 50.000, 40.000, 30.000, 20.000, 10.000. Tiếp theo chúng mình chuyển sang tiết 3. Bài 1, chọn câu trả lời đúng, số nào dưới đây có chữ số hàng chục nghìn là 1? Chúng mình xác định các chữ số hàng chục nghìn của mỗi số rồi chọn đáp án đúng theo yêu cầu. Hàng chục nghìn tức là số đó phải có mấy chữ số? À số đó phải có 5 chữ số, đúng không? 5 chữ số Vậy D là số có 5 chữ số và hàng chục nghìn là hàng 1, vậy D là đáp án đúng. Bài 2. Số hỏi chấm. Đây là các số có 5 chữ số được viết thành các tổng của từng hàng. Vậy vị trí ô trống là của hàng nào? Chúng mình xác định và biết giá trị của hàng đó vào vị trí có dấu hỏi chấm. 54.766. Hàng cao nhất là hàng chục nghìn là bằng 50.000. Rồi đến hàng tiếp theo là hàng nghìn là 4.000. Sau đây hàng trăm là 7, vậy ta cộng 700. Hàng chục là 6, là có giá trị là 60. Hàng đơn vị là 6, vậy ta cộng giá trị của từng hàng. 15.000, giá trị của hàng Chục nghìn là một, tức là một nghìn. Hàng nghìn là năm, nhận giá trị là năm nghìn. Hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị là không. Chúng mình có thể viết là cộng không, cộng không, cộng không. Nhưng khi cộng không thì tổng không thay đổi. Cho nên chúng mình có thể viết hoặc có thể không viết cho ngắn gọn. C. 37 chín Hàng cao nhất là hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn là ba, thì nhận giá trị là ba chục nghìn. Hàng nghìn là bảy, có giá trị là 7.000. Hàng trăm là không có giá trị là không Khi cộng không thì giá trị không thay đổi, thì chúng mình không cần viết. Hàng chục là 5, vậy giá trị là 50. chục. Hàng đơn vị là 9, vậy giá trị là 9. Chúng ta sẽ viết được thành tổng như thế này. D, 76.205. Đây là số có 5 chữ số. Hàng cao nhất là hàng chục nghìn. Hàng chục nghìn là 7 nhận giá trị 70.000. Hàng tiếp theo là hàng nghìn, hàng nghìn là 6. Nhận giá trị 6.000. Hàng trăm là 2, nhận giá trị là 200. Hàng chục là 0, chúng mình có thể viết là cộng 0, nhưng khi cộng 0 thì tổng không thay đổi cho nên chúng mình không cần viết. Hàng đơn vị là 5, vậy chúng ta viết cộng 5. Chúng mình bấm dừng video làm các bài vào sách hoặc vào vở ô ly. Sau đó đối chiếu lên màn hình của cô để kiểm tra lại. Bài 3. Đúng ghi đờ sa ghi sờ. Trong hội trợ Tết, bác Đức, bác Trí và bác Dũng bốc thăm mã số trúng thưởng. Trong thùng còn lại 5 số từ 13.820 đến 13.824. Bác Đức bốc được số 13.824. Như vậy,

13.823. Cho nên chú Dũng có thể bốc được số 13.822. Có thể thôi chứ không phải chắc chắn. Nếu nói chú Dũng chắc chắn bốc được số 13.822 thì sẽ là không chính xác. Còn có thể bốc được và cũng có thể không bốc được. Từ có thể này có thể đúng hoặc có thể chưa đúng. Nhưng vì trong thùng còn số đó cho nên có thể bốc được hoặc có thể là không bốc được. Bài 4. Người ta đóng số lên các khung xe đạp. Các khung xe đạp đã được đóng số từ 1 đến 99.997. Hỏi ba khung xe tiếp theo sẽ được đóng số nào? Số liền sau của một số thì lớn hơn số đó một đơn vị

khi viết số này, giữ hàng nghìn và hàng trăm cách rộng bằng một chữ số 0. Khi đọc, chúng ta đọc hàng chục nghìn và hàng nghìn. Đọc hai chữ số này, thêm từ nghìn, rồi đọc tiếp ba chữ số tiếp theo. Bài 2, phần A, số hỏi chấm. Chúng mình đếm thêm 5.000 đơn vị bắt đầu từ 10 rồi điền số thích hợp vào ô trống. Phần B chúng mình xác định được các số tròn chục nghìn. 10.000 thêm 5.000 bằng 15.000, thêm 5.000 bằng 20.000, thêm 5.000 bằng 25.000, thêm 5.000 bằng 30.000, thêm 5.000 bằng 35.000. B. Các số trên số nào là số tròn chục nghìn? Số tròn chục nghìn tức là số mà có hàng liền sau của hàng chục nghìn đều là các chữ số 0. Các hàng liền sau của hàng chục nghìn đều là các chữ số 0 thì đó là số tròn chục nghìn. Vậy các số tròn chục nghìn là 10.000, 20.000, 30.000 ở dãy số trên. Đó chữ số ở hàng liền sau của hàng chục nghìn đều là không. Đó là hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. 3. chọn câu trả lời đúng. Bạn An Đố Mai tìm một số biết rằng hàng chục nghìn của số cần tìm là 8. Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng chục thì chữ số hàng chục của số làm tròn là 6. Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng trăm thì chữ số hàng trăm của số làm tròn là 4. Và có 4 đáp án. Chúng mình suy nghĩ xem đáp án nào là đáp án đúng. có hàng chục nghìn của số cần tìm là 8. Vậy số nào có hàng chục nghìn là 8? Vậy ta loại đáp án A vì đáp án A chữ số hàng chục nghìn là 6. Còn là đáp án B, C, D, chúng ta suy nghĩ đáp án B, C, D. Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng chục thì chữ số hàng chục của số làm tròn là 6. Vậy ta loại đáp án D. Vì khi làm tròn đến hàng chục thì chữ số của hàng chục ở đáp án D là 1. Vậy chỉ còn đáp án B và đáp án C. Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng trăm thì chữ số hàng trăm của số làm tròn là 4. Vậy ta loại đáp án B. Vì khi làm tròn chữ số đến hàng trăm thì chữ số hàng trăm ở đáp án B là 5. Vậy Đáp án đúng là đáp án C. Đáp án C có hàng chục nghìn là 8. Nếu làm tròn số cần tìm đến hàng chục thì chữ số hàng chục là 6. Đúng rồi. 61 nếu làm tròn hàng chục thì bởi vì 1 bé 5 cho nên làm tròn xuống thì hàng chục là 6. Nếu làm tròn đến hàng trăm. Nếu làm tròn đến hàng trăm thì chữ số hàng trăm của số làm tròn là 4. Đúng rồi, 36 thì là 6 lớn hơn 5 làm tròn lên là 4. Hàng chục sẽ hàng hàng trăm sẽ là 4. Đúng rồi. Vậy đáp án đúng là 82361 C là đáp án đúng. Bài học của chúng mình đến đây là hết rồi. Các bạn hãy bấm like và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của cô Lan. Để cô Lan sẽ làm nhiều video hơn nữa cho chúng mình học. Chúng mình bấm tên bài học, sau đó bấm thêm chữ Cô Lan Hải Bối là chúng mình tìm thấy video của cô. Chúng mình có thể vào trang YouTube Cô Lan Hải Bối, bấm vào danh sách phát. Chọn bộ video toán tiếng Việt. Để thi học kỳ, luyện viết chữ đẹp, vân vân để chúng mình học lần lượt theo hệ thống kiến thức. Chúng mình có thể xem đi xem lại video để chúng mình ôn lại kiến thức. Thỉnh thoảng chúng mình lại mở các bài liền trước chúng mình xem để chúng mình ôn lại mở các bài liền sau để chúng mình chuẩn bị bài trước khi đến lớp cô chào các con hẹn gặp lại các con ở những bài học tiếp theo